Hello, xin chào anh em, chào mừng anh em trở lại Gargantua Zombie. Đây là một video funny về bon plan và một đấu với con Yeti Zombie. Cũng nói qua luôn là con Yeti Zombie là con zombie mạnh nhất trong các con zombie thông thường, ngoại trừ Gargantua. Anh em có thể tìm đến video giải đấu của các zombie để tìm hiểu, kiểm chứng. Có vẻ như là mình hơi chậm tay một chút, khiến cho các con Pinsotter chết nhanh quá. Thank you.
Thank you.
Thời sức nổ xung quanh quá mạnh của con Ender giờ thì có vẻ như toàn bộ zombie đều chết chỉ trong nháy mắt. Ok, video mình sẽ kết thúc ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại anh em các video khác. Goodbye.